Alo. Vâng ạ, em vừa rút tiền xong đây. Hôm nay chủ nhật nên là ngân hàng không làm việc. Em phải qua cái ATM để rút tiền. Còn gọi điện thách thức em. Đấy, còn đòi đến nhà em để đòi em nhường chồng em cho nó. Bắt con em phải nhường bố cho nó. Mọi người xem có tha được cho nó không? Hai người hành hung bạn của tôi giữa đường dẫn chợ như thế này, tôi làm sao có thể để cho hai người đi được? Hóa ra là con Danh Nhung này là bạn của cô em à? Này, alo. Vâng ạ, em vừa rút tiền xong đây. Hôm nay chủ nhật nên là ngân hàng không làm việc. Em phải qua cái ATM để rút tiền. Vâng, về em mang tiền phát cho chị ngay luôn ạ. Em chào chị. Mày còn chơi với em? Ơ, mày đi đâu hả? Hai người là ai? Khách chặn đường của tôi. Mày còn hỏi tao là ai hả con Danh này? Chị là ai? Tao đánh tôi, chị bị điên à? Con Danh này mày bảo sao? Này, tao là vợ thằng Tuấn. Thằng bố của mày em con Danh ạ. Tuấn à? Tôi không biết là ai à? Con phò no này mày cướp chồng người khác rồi mày giả nai à? Chị đừng có mà bịa chuyện, tôi không biết anh Tuấn là chị ạ. Ui, là gì mà đánh nhau giữa đường này? Quay đi. Mọi người không biết đâu. Cái con Danh này chuyên đi giật chồng người khác, bao nhiêu gia đình phải tan vỡ hạnh phúc của nó rồi. Gia đình em là em ấm hạnh phúc, còn nó xen vào nó giật chồng em. Đây, mọi người xem. Chị ơi, em không biết chị là ai cả, không biết Tuấn là ai. Mọi người ơi, cứu em. Trong mặt mũi cũng chả đến nỗi nào mà tại sao lại đi giật chồng người khác thế này. Chết rồi. Nó gặp kè với chồng em cả năm nay rồi. Con em nó nhỏ dại, cho nên em bỏ qua để cho gia đình em ấm hạnh phúc. Cả mà nó không biết điều, nó còn gọi điện thách thức em. Đấy, còn đòi đến nhà em để đòi em nhường chồng em cho nó. Bắt con em phải nhường bố cho nó. Mọi người xem có tha được cho nó không? Cái loại này thì đánh bỏ mẹ đi. Đánh chết nó luôn đi, chứ còn để nó sống làm gì nữa. Đánh chết đi em. Mọi người ơi, thì nghe chị ta nói láo. Tôi không biết chị là ai, không biết là chồng ai cả. Mày diễn giỏi đấy nhở? Còn con nào đi giật chồng người khác mà dám ra đường phố hoặc là tôi không nhận chồng không hả? Hôm nay tao cho mày biết thế nào lễ độ. Mày đấy, thằng chồng tao cho mày bao nhiêu tiền rồi hả? À, chú này, cũng là chồng tao mua cho mày đúng không? Địch không, mọi người ơi, cứu em với. Này, không ai cứ có thể giật chồng người khác đâu. Chị bỏ đâu, tao báo công an bây giờ. Mày thử báo đi. Cái loại giật chồng người khác như mày ấy, công an đến người ta còn gô cổ vào ấy. Cả cái xe này cũng là chồng tao mua cho mày đâu đúng không? Thì khui anh. Chị là ai? Trái xe của tôi, đừng có mà biện chuyện rồi. Tôi là chồng quá hết. Tôi không biết chị là ai cả. Mọi người cứu em với. Không biết chị ta là ai cả. Hôm nay tao chỉ đến đây lấy lại tiền của tao thôi nha. Còn lần sau ấy, tao còn biết mày mà lén phé với chồng tao, đừng có trách đi chưa. Đi ơi. Bỏ ra. Mọi người cứu em với. Đánh ra. Cái loại giật chồng này thì chết thôi. Hai người làm gì phải vội vàng đấy? Thằng nhãi để đâu ra đấy? Tránh cho người ta đi. Đây là Nhung, bạn của tôi. Hai người hành hung bạn của tôi giữa đường dẫn chợ như thế này, tôi làm sao có thể để cho hai người đi được? Hóa ra là con Danh Nhung này là bạn của cô em à? Này, nó giật chồng của chị. Chị đến đây nói chuyện với nó thôi. Bạn bè với nhau ấy thì bảo ban nhau sống tử tế vào. Hôm nay tao còn nhẹ tay nghe chưa? Tránh ra. Thật sao? Cô, tên của cô là gì? Tôi tên là Diệu, không phải là Nhung. Ai có thể kiểm tra giấy tờ trong túi vô tao vừa dần đi. Tôi không hề quen hai người này. Có vẻ như là hai người đang cố tình dàn dựng cảnh đánh ghen để cướp đoạt tài sản của cô gái này đúng không? Tôi để ý, hai người đã đứng ở cây ATM này rất lâu trước khi cô gái này xuất hiện. Chứng tỏ cô ấy mới chỉ vô tình lọt vào tầm ngắm của hai người, chứ không phải là đã theo dõi từ trước. Khi cô ấy bước vào cây ATM để rút tiền đi ra thì hai người bắt đầu hành động. Hai người đã lợi dụng sự yếu thế của nạn nhân, lưu loa là mình bị cướp chồng nên tìm cô gái này để đánh ghen. Nhưng thực chất chỉ là tập trung cướp lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân. Lợi dụng sự thờ ơ, ngại chuyện phiền phức liên lụy đến mình của những người xung quanh, hai người suýt chút nữa đã thực hiện chót lọt hành vi phạm tội của mình. Tôi mới thử gọi cô ấy là Nhung, nhưng có vẻ như hai người không hề biết tên của cô ấy là gì. Thì tôi xin khẳng định rằng chắc chắn đây là một vụ dàn cảnh đánh ghen để chiếm đoạt tài sản. Chắc chắn là không có ai đi đánh ghen bồ của chồng mình mà lại không biết tên của cô ta là gì. Tôi nói như thế đúng chứ? Anh đã bị bắt. Mời hai anh chị về trụ sở công an làm việc để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác. Đi thôi. Mày gặp mãi cũng chán, muốn đi du lịch cơ. Bạn cần tìm việc với du lịch, hãy lên tìmviec.com.vn.